sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chinh dài mười khờ thương em. Rồi, chào quý anh chị, hôm nay Hiệp lại đến gặp anh chị mình nè, qua một mảnh đất gọi là view sông Đồng Nai nha anh chị, cực đẹp ha. Đó, diện tích của mình là hai diện tích trên sổ của mình ha, là 21.000 ha, có nghĩa là 2 mẫu gốc, nhưng mà mình được cái là mình có được 2 sào bên này đường nữa nha, bám sông luôn, đã không anh chị, chủ nhà tặng đó. Đẹp lắm anh chị, 135m mặt tiền nha anh chị nha. Đó, bây giờ view sông nha, bây giờ Hiệp quay sơ lược anh chị xem nha. Trước mắt mình anh chị nhìn thấy ha, đây là con đường đá bi rộng lớn này ha. Đó, con đường này nè là đang nhà nước triển khai mình làm chỗ quốc lộ 20 là ra cái cầu Lăng Ngà nha anh chị. Còn mình đất mình đây, ở đây kế bên, nói chung là ở đây dân cư mình ở đông này ha anh chị ha. Đó, thì bây giờ cái ranh giới của mình nó sát đây nè, và sát bờ tường này ha. Mình chạy dài ra ngoài kia 135m ha anh chị, nghe sông nó chảy thác đồng khác nào rồi, sông Đồng Nai chảy ầm ầm đã không. Đó, ôm luôn. Rồi, giờ Hiệp quay sơ lược cho anh chị xem nè. Ở trên đất mình hiện trạng anh chị thấy nè, toàn bộ là trồng chuối cây mô ha. Chuối này là chuối xuất khẩu ha anh chị ha, chuối cây mô đó. Rồi đó, đặc biệt cái bên đất này nè anh chị, đối diện với mình ha, là nguyên một cái hôm tây nha, của một anh đại gia phải nói là cực kỳ ở thành phố. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó, của anh nằm bên cù lao bên đó nha, nguyên cù lao luôn ha. Còn nguyên cái này của mình nè, đó, bên này của mình luôn nha. Có nghĩa là ở đây mình tổng bên này là 21 nè, cộng bên này mình hơn 2 sào nữa nha. Sông Đồng Nai mình nè, đó anh chị thấy xe cuốc xe đầu đang làm bên không? Đó, người ta làm cái cầu đi qua ha. Khu du lịch nghỉ dưỡng bên đó đó anh chị, cực kỳ lớn nha. Đó, đã lắm. Đường mình thì đường hiện trạng là mình cách còn cách con đường bê tông á, là nó tầm khoảng đâu độ 300m nha. Đây bà đi xuống ha. Ở đây dễ đang câu cá nè. Ồ, ầm ầm luôn anh chị. Đã ha. Ở đây là toàn bộ là cứu cái mô nha anh chị. Đây, cái phần này của mình nha. Đó, của mình nó từ cái cục điện này nè, bọc của tre nè, thằng dài thì đẳng, chấp cái dầu bự. Khu vực ở đây là người ta xuống đây ở ngồi dọc này ta câu cá lăng nè anh chị, liền cái thác này đó, ao đây em đứng sát cái bờ sông luôn anh chị, theo đấy táo anh chị nè. Đó, đó anh chị thấy cái cầu không, người ta làm á, cái cầu á, anh đại gia anh làm á, cái cầu anh mua bắt qua cù lao anh đó, đẹp dễ sợ luôn. Còn bên đây anh chị thấy không? Đó, Hiệp Vĩnh Cần anh chị thân rồi nha. À, cái bên này là của anh đại gia thành phố nha. Trời ơi, đã lắm, nguyên cù lao bự chà bá lửa luôn. Anh trồng dừa, cây trái đồ này kia bên đó nè. Đó, xe cuốc anh đang cải tạo tiếp nè. Mảnh này anh làm cũng cũng 2-3 năm rồi đó. Tại bên đó rộng lớn lắm, tới 6-7 hectare bên đó. Quá đẹp anh chị ơi. Đó, view sông thác ha, cực kỳ đẹp nha anh chị. Có một dòng sông chảy dài trong kiếp, làng anh bên đờ làng em ở bên này. Rồi anh chị nhìn thấy ha, rất là đẹp luôn. Anh chị nào yêu mến cái mảnh đất làm view nghỉ dưỡng ha, và anh chị mình muốn cái ý định mình về mình phân xào ha, mình đầu tư ở cái view nghỉ dưỡng và sông Đồng Nai về, anh chị alo cho Hiệp nha anh chị. Rồi, mảnh đất này gia chủ đang cho cái giá là 9 tỏi nha anh chị nha. Anh chị mới alo cho Hiệp nha.